Thưa quý vị, sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Ngay sau hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai một cách nghiêm túc, phân công rõ ràng các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm, chuẩn bị các đề án cụ thể để triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, tùy tình hình cụ thể, Bộ Chính trị cần xem xét, cân nhắc để kịp thời có những bổ sung điều chỉnh cho phù hợp và khi cần thiết thì báo cáo xin ý kiến Trung ương. Đối với những vấn đề lớn, quan trọng đã được xác định rõ về chủ trương định hướng chính sách trong văn kiện Đại hội 13 và các nghị quyết của các khóa trước vẫn còn giá trị, còn hiệu lực thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, ban hành kết luận, không nhất thiết phải ban hành nhiều nghị quyết. Nghị quyết phải bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, nội dung thiết thực, có giải pháp khả thi và xác định thời gian, lộ trình thực hiện một cách cụ thể. Ban chấp hành Trung ương nhất trí cho thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Trung ương đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung cao. Đồng thời, Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Ban chấp hành Trung ương khẳng định cần sớm kiện toàn sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất trí cho thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tại hội nghị lần này, theo quy chế làm việc, Trung ương cũng đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước ta với số phiếu tập trung cao, thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến Trung ương trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội tiếp tục xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trung ương yêu cầu, ngay sau hội nghị này, Bộ Chính trị cần khẩn trương chỉ đạo triển khai các công việc theo chương trình toàn khóa mà Trung ương đã thông qua, trong đó có việc chuẩn bị các nội dung của các hội nghị Trung ương tiếp theo trong năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần tập trung quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, gắn với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, đồng thời tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.